Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu, mình đang ở Bảo Lộc. Thì mình về trên Bảo Lộc để mình quay cho anh chị em, các bạn thấy cái sự phát triển của Bảo Lộc. Đây là những cái vùng nông mép bên vành đai của Bảo Lộc, anh chị các bạn. Các bạn biết miếng đất này, cái người chủ này hồi lúc trước họ mua mới có 2 năm thôi là 11 tỷ mà 4 hectare, mà hôm nay giá 40 tỷ không bán. Anh chị em các bạn thấy cái sự phát triển của đất nước. Sự phát triển của đất nước nó kéo theo cái cuộc sống của người dân. Cái miếng đất này 4 hectare chuồng trại đầy đủ hết. Và hai vợ chồng này họ thuê lại. Các bạn thấy những cái người mà làm nông bây giờ họ chịu khó lắm các bạn thấy. Họ sẵn họ làm để đặng mà có cái cuộc sống tốt hơn. Hai chồng này dân ở miền Tây, cũng là người mà tôi cho thuê đất trên này, họ làm các bạn thấy những cái chuồng trại nông trại rồi đó. Khí hậu trên này thì rất là mát, 4 hectare đất mua chỉ mới có 2 năm rồi mà nhờ thành phố nó phát triển mà bây giờ người ta đã ra giá 40 tỷ mà không không bán luôn. Ngon thiệt chứ, nó bao gồm luôn một cái chuồng trại ở bên đồi bên kia. Tại vì 4 hectare rất là lớn. Đẹp ghê. Bởi vì đất nước phát triển đổi mới kéo theo cái cuộc sống của người dân lao động. Họ chịu khó làm ăn để đặng vươn lên. Hai chồng này chịu khó làm lắm. Hồi xưa lên trên này nghèo khổ làm quanh năm suốt tháng. Sau này gặp mấy cái tay mà có tiền, người ta lên người ta đầu tư, người ta thuê. Tại họ chịu khó. Hỏi anh chị các bạn chứ hai chồng cho thuê miếng đất này canh tác năm kiếm vài trăm triệu rồi họ thuê miếng đất của tôi nữa đây, chịu khó lắm mà giờ sắm được đất đai thấy chạy xe nghèo nghèo vậy đó chứ là tiền không, ta chịu khó lắm đây, cuộc sống này lo cho con ăn học ra trường thành thành đạt hết á, học đại học rồi hết. Nhưng mà người ta nhìn ngoài chứ người ta có vỏ. Đấy nè, có con học xong rồi giờ con về chỗ này hả? Ôi con cháu lên hả? Ồ đấy, các bạn thấy cuộc sống đơn giản giản dị gì đó người ta làm. Nè, giờ mình lên chơi đó. Đại ăn. Nhìn thấy đơn giản vậy đó nhưng mà con người ta rất là mộc mạc, nhà nông nó vậy đó anh chị em các bạn thấy. 4 hectare ngoài kia những cái dân cư trong này đó họ hùn tiền nhau, họ tự làm đường luôn, hay thiệt. Họ tự hiến đất với nhau, mỗi gia đình bỏ ra hụt vô, họ mướn xe ủi lô, mướn xe về nó đào đường, cái đường ngoài kia mà nó đang ban sầu riêng, măng cục, mít, cà phê, bơ, trồng đủ thứ hết á. Su, tức là su hào mà ăn không hết nó rụng xuống đất luôn. Ông này cũng nuôi, ông làm nông giỏi thiệt chứ, hai chồng giỏi dễ sợ. Nuôi gà, nuôi vịt. Hồi nãy hỏi sắm được 3 công đất rồi đó. Hồi xưa lên trên này là trắng tay. Bởi vì cuộc sống mình phải phấn đấu ở đâu cũng vậy, chứ không phải ngồi đó tôi phải qua Mỹ rồi tôi mới 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 có cuộc sống tốt hơn, chưa chắc đâu. Miếng vườn đẹp quá anh Tâm, miếng vườn đẹp hết á, mèn ơi thấy mê thiệt anh. Phân lô dạng phân lô biệt thự á. Dạ, chỗ này là biệt thự thì nói gì nữa. Ông này cũng hên thiệt chứ ha. Lô 2.000, 3.000. Dữ anh hả? Tức là cái máy hát thừa phân 2.000, 3.000 là đúng rồi. Dạ. Thì thường thường các biệt thự người ta phải ít lắm mà phải 1.000. Dạ. Tới 2.000. Dạ. Tại biệt thự thì người ta phải có hồ bơi hoặc gì cái gì nữa. Dạ. Đất đẹp quá. Đất đẹp thiệt anh Năm. Đi vô nhà uống nước anh. Dạ dạ. Dạ. Tham quan về sao? Ở đâu?
kia. Nãy hôm qua coi mấy chuồng vịt thấy ham hơi rồi. Anh Tám nuôi hay được chứ. Dạ dạ dạ. Anh Tám nuôi hay thiệt. Anh nuôi qua mấy bầy vịt thấy ham quá ha. Bầy gần được 3 tháng, bầy mới 2 tháng mấy, bầy mới 3 tháng mấy. Dạ. Ở đây này mà mấy cái chuồng trại này mà kinh doanh nữa là ngon ha chị ha. Ổn quá ha chị ha. Chàng ơi, nãy nói anh Tám thôi mà nuôi heo nữa là ngon luôn. Ổn ghê chị ha. Đúng rồi, nãy em nói với anh Tám cũng vậy. Bòi ơi, heo rừng nó ăn chuối không? Mà trồng chuối nữa. Ổn ghê luôn. Wow. Cái trường, cái nông trại quá chừng lớn. Ông này cũng mua cũng hên quá chừng. Tôi là mình xin chào anh chị các bạn nha. Mình like để anh chị các bạn thấy cái cuộc sống ở ngôi nhà Bảo Lộc. Bây giờ mình mới lên trên này. Anh em mời cây nhà lá vườn, dịch già bằng cái lai rai xương xương. Cuộc sống ở trên này nó vậy thôi. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye. Chào anh chị các bạn.